Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người nhà công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức một ông sheriff ở tại Long Island, thành phố Long Island thuộc tiểu bang New York, bây giờ đó cũng chính thức bị truy tố trong một cái đợt có thể nói là càn quét của Bộ Tư pháp tất cả những người lãnh đạo ở tại tiểu bang New York và thành phố New York City về cái chuyện ăn hối lộ. Thì cái nhân vật mới nhất là ông sheriff Anthony Miranda bị đột kích văn phòng khi mà ông này bị truy tố đó, là chuyên môn khi mà đi hốt những cái cửa tiệm bán cần sa giải trí không có giấy phép. Ông rất là thích tịch thu tiền mặt ở những cái cửa tiệm này, mà bây giờ đã khi mà đột kích cái văn phòng của ổng, các nhà điều tra họ tìm thấy những cái cọc tiền ở trong đó mà ổng không có giải thích được, là nếu mà tịch thu về, nếu ổng làm đúng luật đi thì ổng phải giữ sổ sách, thì bây giờ không hề có một cái dòng sổ sách nào cả, ổng không giải thích được những cái cọc tiền này ở đâu. Rồi chưa kể ngoài cái chuyện đó thì ông cũng đang bị tố cáo, là những người khác tố cáo là bởi vì ông giữ cái chức là chủ tịch của hiệp hội cảnh sát gốc Latino ở New York, thì ông bắt người ta phải giống như là chẳng khác nào hối lộ cho ông, nhưng mà qua một cái hình thức là donations. Nếu như mà những người cảnh sát ở những cái sở cảnh sát địa phương đó nằm dưới cái quyền cai quản của ông, nếu mà ông có thẩm quyền, thì khi mà làm những cái sai sót nào mà ông nhắm mắt đó cho qua được, ông sẽ cho qua. Nếu như những người này phục tùng, đóng góp tiền bạc cho ông, thì bây giờ ông đồng thời cũng đang bị điều tra thêm cái vụ đó nữa. Thì ngoài ông này ra đó, trước đó là một ông commissioner của NYPD, Edward Caban, đã phải từ chức trong khi mà đang bị điều tra những cái vụ mà ăn hối lộ cũng liên quan đến Eric Adams. Thì người lên thay thế Edward Caban, Thomas Donlan, thưa quý vị, vừa mới lên thay thế, bây giờ cũng vừa mới bị FBI đột kích cũng điều tra luôn. Coi như bây giờ hàng loạt các quan chức cấp cao từ sở cảnh sát cho đến sở cứu hỏa đều bị điều tra, cũng cùng một cái dạng tội là ăn hối lộ nhiều năm trời ở tại New York. Và sáng ngày hôm nay tại tòa án ở thành phố và là thủ phủ Boston, tiểu bang Massachusetts, đây là người phụ nữ tên là Han Lee, 41 tuổi. Tin tức này chúng tôi đã gửi đến quý vị từ năm ngoái lận. Cái vụ này được phá vỡ sau khi họ khám phá đường dây gái gọi tại 4 thành phố, trong đó có Boston và một thành phố khác ở tiểu bang Massachusetts, 2 thành phố ở Virginia. Cáo trạng của phe công tố Hoa Kỳ cáo buộc bà Han Lee cùng với một người phụ nữ nữa tên là Jim Ming Lee, rồi ông James Lee, không biết ba người này có họ hàng gì với nhau, cùng với một họ là Lee, L-E-E, lãnh đạo cầm đầu một đường dây gái gọi. Và trong phiên ra tòa đó, phe công tố đã đưa ra các bằng chứng cho thấy rằng những khách hàng mà muốn liên lạc họ quảng bá, thì các quảng bá đó, hiện nay quý vị nào có Facebook đó, sẽ thấy rất là dễ dàng. Các hình ảnh cô gái hiện lên, quý vị bấm vào hình ảnh các cô gái đó, lấy lập tức quý vị sẽ nhận được một message hỏi chứ, ồ, em tên là gì đó, em có thể giúp gì anh được không, vân vân. Thì cái đường dây như thế này họ gửi qua Instagram hoặc là Facebook. Sau đó những ai mà muốn đi với các cô gái này đó thì phải đưa tên của những người này và thêm các chi tiết khác để họ bảo đảm đây là những thân chủ của họ, và bảo đảm đó không phải là cảnh sát hay là những người chỉ muốn chọc ghẹo. Cho nên hệ thống này nó rất là tinh vi. Và cái tên mà đàn ông nằm trong số này đó, tên Jamie Lee đó, là chịu trách nhiệm để mà liên lạc
và đưa ra cái danh sách thân chủ. Sau khi đã bảo đảm được người đó là thực sự và người đó thực muốn mua dâm, thì họ sẽ gửi đi một cái, trong hồ sơ nói rằng một cái thực đơn, giống như ở nhà hàng vậy đó. Ok, đây là các cô gái, và thậm chí có thể gửi đến hình ảnh của các cô luôn. Trong đó những cái bức ảnh được gửi đến, thậm chí vào trong trang mạng hoặc vào app cũng thấy About Us vân vân, Modeling Shoots Available. Đây là những mẫu quảng cáo để chiêu dụ các cô gái hành nghề mại dâm. Và đặc biệt, cái nhóm này đó muốn các cô gái là người châu Á. Nói chung là châu Á là họ chuộng nhất để hành nghề mại dâm. Thì khi mà khách hàng trong số này, phe công tố tuyên bố đó, đa phần là giới thương gia nè, giới đầu tư chứng khoán nè, luật sư, bác sĩ, toàn là những người có tiếng. Nhưng mà cái chuyện mà họ tìm cách truy tố mua dâm lại là cái chuyện khác. Rồi danh sách tên tuổi của những người này, thậm chí đó, những cái khách hàng thường xuyên liên lạc với mụ tú bà Hanley này đó, là cũng đã bị FBI tới để tìm cách hỏi và có thể làm nhân chứng. Nhưng mà chắc chắn những cái nhân vật cao cấp này họ muốn giải quyết hết ngoài tòa để tránh tên tuổi của họ bị nêu ra trong cái phiên tòa xử. Cho nên chỉ có ngày hôm nay là bà Hanley xuất hiện thôi. Còn hai người kia đó, một người là Yummy Lee sẽ xuất hiện vào ngày 30 tháng 10. Còn cái tên Jamie Lee sẽ chưa có nhận tội. Nhưng mà họ nghĩ rằng trong phiên tòa xử sắp tới cũng sẽ phải nhận tội vì bằng chứng quá rõ ràng. 30 phút là 240 Mỹ Kim, 1 tiếng là 340 Mỹ Kim vân vân, và nhiều các dịch vụ khác. Ít nhất là từ 2020, cái đường dây gái gọi này đã lên trở thành một cái dịch vụ kiếm cho bà này cả 100.000 Mỹ Kim. Và giờ đây đã cái việc mà nhận tội như thế này, không biết thứ nhất trục xuất, thứ hai là bồi thường, thứ ba là phải ngồi tù, thưa quý vị, cùng thêm hai nhân vật họ Ly khác cũng sẽ ra hầu tòa sắp tới. Và thưa quý vị, cái vụ mà rapper P. Diddy bị bắt giữ đó, thì vào sáng ngày hôm nay có thêm một nạn nhân mới nhất nữa vừa chính thức nộp đơn kiện y ra tòa án ở Los Angeles. Cô này đó, cổ tố cáo là y đã đe dọa, chuốc thuốc và cưỡng hiếp cô cách đây 3 năm. Thì bây giờ đó, cái người phụ nữ này không có công khai danh tính cho trong cái đơn kiện lên tòa đó, ghi là Jane Doe. Và bây giờ thông qua luật sư của mình, ông Joe Siaccio, trong đơn kiện nói là cô gặp P. Diddy lần đầu tiên vào năm 2020. Thì sau cái lần gặp đó là y liên tục mời cô này đến tư gia của mình để mà party. Tất cả những cái chi phí bay rồi ăn ở khách sạn này nọ là y chi trả hết. Thì cô này cổ đồng ý đến chơi một vài cái lần đầu. Thì cổ nói là y mời đến nhà của y ở Los Angeles, New York, Miami đi đủ hết. Thì cô nói vài ba cái party đầu tiên đó thì mọi thứ nó vẫn bình thường. Nhưng mà bắt đầu sau đó rồi đó, cổ nói là y từ từ bắt đầu muốn cô tham gia những cái bữa party mà chúng tôi phải nói là nó nặng đô hơn, thưa quý vị, không dám kể ra các chi tiết. Thì cổ bắt đầu cổ không chịu nữa. Khi mà y gọi điện thoại mời đó, cô từ chối khéo. Thì lúc đó cổ nói là y bắt đầu gửi những cái text chính y gọi mà vừa dụ dỗ vừa đe dọa. Và ghê một cái là y biết cô này ở đâu đó, cho nên là dụ dỗ đe dọa xong là nói chiều nay đến rước nhà 5 giờ chiều. Cổ nói là cái xe có tài xế lái tới đậu một cái cạch ngay trước cửa nhà của cổ, cổ không lên không được. Và chắc có thể là đã bị nắm thóp, có những cái đoạn video rồi. Quý vị cũng nhớ y bị bắt là chuyên nghề quay những cái đoạn video có những cái cảnh quan hệ tình dục đó, để mà nắm thóp các nạn nhân của y. Thì có thể cô gái này cũng bị như vậy, cho nên là cổ không đi không được. Và cô nói là cái lần cuối cùng mà cô đi đó, ở cái bữa tiệc đó, y ép cô uống những cái ly rượu mà cổ nói là cổ chắc chắn là có thuốc ở trong, bởi vì sau khi uống xong là cổ bất tỉnh nhân sự.
Nhưng mà ngày hôm sau tỉnh dậy, coi như là người bị bầm dập hết. Và cổ nói sau bữa đó đó thì cổ bị mang bầu, mà cổ nói là bây giờ cổ không biết là cái bầu đó của ai luôn nữa, là cổ biết là trong những cái bữa tiệc nó ghê tởm như thế nào. Và khi mà cổ báo như vậy đó thì cổ nói bây giờ cổ nói là cũng đỡ, là tại vì mang bầu cho nên cổ từ chối đến những cái bữa tiệc đó. Thì thật sự y không ép nữa, nhưng mà sau đó y liên tục ép cô phải phá thai. Và y nói là nếu không tự phá đó, y sẽ mua thuốc và y tự đến để mà đưa cho cô để cô phá thai. Thì cổ nói là chắc trong khoảng thời gian cổ bị căng thẳng quá độ, cho nên là trong một lần cổ bị té đó thì cổ cũng bị sảy thai mất. Và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này thôi quý vị.